Hello xin chào các bạn mình có lập kênh Đại Đế Chơi Liên Quân và một nhóm giao lưu các bạn hãy đăng ký và vào nhóm giao lưu cùng Đại Đế nhé đường link kênh và nhóm mình có để dưới phần mô tả. Có một ngôi trường từng tồn tại 7 điều kỳ bí một trong số đó là hồn ma nhà sĩ Hanako. Tại buồng thứ ba nhà vệ sinh nữ có một cô gái tên là Nene vì tò mò đã tới gõ cửa ba lần. Nene run sợ mở cửa ra và hồn ma đó thực sự ở sau lưng cô. Cô không tin được một cơ thể trong suốt với vài con ma chơi và đúng vậy đó là hồn ma nhà sĩ Hanako. Tin đồn cô tượng hồn ma là con gái hóa ra chỉ là thằng được dựa rồi nói cậu là biến thái thế là dỗi bỏ đi luôn chứ. Cô giới thiệu mình là Nene rồi nói mình có thức một senpai lớp trên nhưng không biết tỏ tình như nào. Cậu nói để đó mình lo rồi đưa cô cuốn sách hướng dẫn tỏ tình vì cậu không muốn tác động tâm linh vào tình yêu. Nên e vui mừng vì có Hana cô giúp mình rồi cậu nói sở trường cô là gì. Thế éo nào cô lại thích làm vườn có nói mình khỏe như trâu luôn thế thì thằng nào dám yêu bà chứ bà nội. Thật ra cô cũng từng cố gắng nữ tính rồi lấy cản đảm để gặp anh ấy tỏ tình nhưng anh ấy đã từ chối. Còn chê chân cô như hai củ cải khiến cô nghĩ đến là thấy xấu hổ. Cậu nghe xong thấy vô lý hỏi sen bai đó tên gì thế éo nào cô lại không biết tên anh ấy nữa. Cậu đưa cô lá thư rồi nói viết thư tỏ tình cũng với hoa cô chồng và cô đã đồng ý luôn. Hôm sau Zenbai đó đến lớp thấy bản mình có lá thư với rau củ quả liền vứt đi thế là kế hoạch thất bại. Tiếp theo cậu sẽ làm đứt cúc áo để cô tới may vã nhưng cô chưa kịp tới đã có mấy con bánh bèo dành rồi. Tiếp theo là làm bữa trưa cho anh ấy, anh ấy vừa thấy xong đã đem đi vứt luôn rồi. Sau bao lần thất bại cậu đã khuyên cô nên nói trực tiếp nhưng cô không chịu cậu thừa nhận mình còn chưa yêu ai và mọi thứ trên là đọc sách mà ra khiến chô tức muốn ói máu cậu định đưa cái hình nộm cô éo suy nghĩ nhiều mà vứt đi luôn Lúc này cô nhìn dưới đất có gì đó rồi nhặt lên cậu định cản nhưng cô đã bỏ vào mùng rồi. Đó là vậy người cá ai nhốt sẽ bị lời nguyền ai ngờ cô mặc kệ chuyện đó rồi quay lưng bỏ đi. Chạy ra ngoài cô vô tình thấy một cô gái xinh đẹp đang tỏ tình với Senpai. Senpai nói đã có người mình thích rồi khiến cô hụt hứng rồi trên người mọc ra những vảy cá. Sau đó cô rơi vào tiềm thức rồi nhận ra mình quá ích kỷ khi mà thích một người mà người đó đã có người khác. Cô mở mắt ra thấy kỳ lạ thì ra cô đang trong bể cá mà cậu đang cầm cậu nói cô bị dính lời nguyền nếu cho người khác ăn vẩy nữa thì cô sẽ giảm thiểu lời nguyền đi nhưng cô không đưa cho Senpai vì cô nhận ra cô thực sự không thích anh ấy mà đang ích kỷ bản thân mà thôi. Lúc này có một cụ động đất và người cá xuất hiện cô ta đến đây để bắt Nene đi. Người cá đã bắt được Nene cậu đe dọa cô ta rồi móc con dao chọc tiết gà ra. Cô ta hám miệng ra tấn công cậu chỉ cần một chém thì đã tiến cô ta về với ông bà. Dù sao cô ta sẽ đến bắt Nene nữa giờ cô mới hối hận chỉ vì không nghe lời cậu. Giờ cậu sẽ thực hiện ước muốn của cô rằng sẽ ăn vẩy cá để cô trở lại thành người sau khi ăn xong cô trở lại như cũ và hai người có sự liên kết với nhau. Cậu vô tình nói chân cô to thế là ăn củ trỏ vào mồm giờ cô đã chạm được cậu vì có sự liên kết với nhau. Hôm sau Nene không chịu dọn vệ sinh cho cậu và cầu xin cậu rồi nói mình không thể bỏ lỡ cơ hội. Vì có bạn đẹp trai mời cô đi hẹn hò rồi cậu cũng hóng hớt cho cô kể nghe. Lúc đó cô đi tới điểm hẹn nhưng bị leo cây nhưng giờ cô vẫn gieo hy vọng. Cậu đã tới gần cô rồi nói sẽ đối xử tốt với cô nhưng cô éo hẹn hò với con ma ok cậu tự ai nói sẽ biến cô thành cá trở lại mới chịu vui vẻ mà trong giờ học ne ne mệt vì ngày nào cũng dọn toilet nhưng chuyện mình làm thì phải chịu khi thầy giáo gọi cô trả bài thế éo nào sách vở đột nhiên biến mất mặc dù tìm khắp nơi rồi giờ ra chơi cô bạn ao y tới nói cho cô biết về dâu sai rằng nếu bạn đang đi mà nghe tiếng gì đó gọi tên mình khi bạn quay lại mà nhìn vào mắt nó sẽ lấy mạng bạn ao y nói đó chỉ là tin đồn ngay lúc này mọi người bàn tán vì mình bị mất đồ ai cũng mất đồ không riêng mình ne ngay cả tủ khóa cũng bị bẻ và mất hết có một thứ bay qua đụng phải ao y làm ụp bình lên đầu cô và xém tí cô lộ vẩy cá may mà chạy đi kịp lúc này cô nghe ai đó gọi mình không bận tâm mà đi về lớp thì thấy chiếc khăn của mình ở đây cả hộp cơm bạn cùng lớp mất rồi đến sách của mình sau đó cô đứng trước một căn phòng tò mò mà ngó vào xem thì một con mắt to hiện ra nó đã kéo chân cô lại vậy là dâu cai là có thật nó định tấn công nên nghe cậu đã tới chém hạ nó rồi đến bên cạnh cô trời ơi cô sợ đến phát khóc luôn ai ngờ mấy con dâu cai nó bé tẹo và rất dễ thương cậu nói chúng sống chung với con người dạo gần đây mọi tin đồn xấu về nó rằng nếu bạn bảo nó xấu thì nó sẽ thành xấu những tin đồn đó sẽ làm ảnh hưởng nếu nó không làm theo sẽ biến mất trần gian thậm chí nó còn cho cô kẹo nữa cậu là một trong bảy điều bí ẩn sẽ tiêu diệt thế lực gây hại con người bằng con dao chọc tiết lợn này cậu muốn cô thay đổi tin đồn về dâu cai nhìn thấy nó mít ướt cô đã chấp nhận đột nhiên cậu ra ngoài rồi nhớ lại quá khứ cũng khiến cô tò mò theo rồi cô bảo muốn làm bạn với cậu hai người cũng cười tít hết cả mắt sau đó cô đi xung quanh cho mọi người kẹo để thay đổi tin đồn về dâu cai các dâu cai cũng vui vẻ trở lại thì gặp một tên nó trưởng xong rồi cười như thằng điên trong khi đó cô đọc chuyện quá 180 phút lại tưởng tượng có một vị hoàng tử trên trời rơi xuống rồi chém cậu sau đó cướp cô đi thôi thôi bà nội bớt ảo tưởng lại có một thanh niên trên nóc nhà và thế là hoàng tử trên nóc nhà nhảy xuống cơ mặt thằng này ngáo ngáo quá khiến ne ne thất vọng tràn trề Cậu nhận ra tên đó trong gia tộc Minamoto một gia tộc có từ rất lâu chuyên tiêu diệt những dâu cai. Và hắn đến đây là bắt cậu sau đó lao lên đập cây dù vào vai cậu rồi toát ra luồng điện. Cậu đã ngã xuống hắn nói đây là pháp bảo của nhà Minamoto khi hắn lao lên thì nene ne đã ra cản lại. Khuôn mặt cô rất tức giận và sẽ chơi khô máu ai đụng vào cậu vì cậu đã từng cứu mạng cô. Câu nói rằng bà đã từng phong ấn cậu vì cậu đã từng giết người. Cậu đã tỉnh lại rồi ngầu đét bay lên trời các kiểu cậu đã cố tình nắm cây trượng rồi cho nó giật điện ai ngờ đây chỉ là cú lừa của bích phương cậu đã nắm thóp hắn rồi hắn tưởng mình sắp đi rồi cậu chỉ búng vào chán thôi mà cậu dán phong ấn vào cây quyền trượng của nó rồi vẫn lên mặt oai với cậu cậu khoan tay rồi nói đấy làm gì thì làm đi rồi chạy lên đấm một cái lăn quay ra luôn nên ra nhặt cây trượng và sẽ giấu nó đi vì không có nó thằng khứa này không bắt được cậu nữa Hôm sau khi nói chuyện với cô bạn Aoi và nghe được điều số 2 bí ẩn trường học, đó là cầu thang Misaki lên bậc thang thứ tư thì sẽ bị kéo sang thế giới bên kia sau đó sẽ bị cắt ra từng mảnh rồi máu sẽ trải lên cầu thang đó nghe xong ne ne rợn cả tóc gáy ao y xin lỗi vì kể câu chuyện này rồi thấy giáo đi tới gọi ao y vì cô phải tới phòng hội họa ngày hôm sau cây hoa của ao y đã biến mất ngay cả bàn học cũng không thấy luôn thầy giáo tới cô chạy tới hỏi về ao y thì thầy giáo nói lớp không có ai tên là ao y cô cảm thấy có gì đó không đúng liền chạy đi gọi điện số ao y thì số này hiện tại không tồn tại rồi gọi điện cho mẹ của Ao Y thì lại nói nhà không có ai tên Ao Y cả rồi bảo cô gọi nhầm số. Nhớ lại cầu thang Misaki ở phòng hội họa rồi thấy giáo nói Ao Y tới phòng hội họa. Sau đó cô tìm cậu kể hết sự việc giống như Ao Y không tồn tại thế giới này vậy. Câu tới bắt cậu tưởng cậu chính là nguyên nhân khiến bạn mình mất ích và những tin đồn về cầu thang Misaki. Môi trường này có thế kết nối với linh giới có thế họ đã đưa đến linh giới và thế giới thực họ sẽ không tồn tại. Nên nay khóc vì tưởng cô bạn Ao Y biến mất cậu đã hứa sẽ đi cứu mọi người rồi nhẫu mặt cô đau lắm. Cô không cho cậu mang Nene vào linh giới và hứa sẽ bảo vệ nhưng cô quyết định sẽ đi cứu Aoi chấm ba người. Có mặt tại cầu thang, Misaki máu rơi ra như nước khi bước bậc thứ tư quả nhiên họ đã qua thế giới khác. Họ bắt đầu đi lên thấy những con búp bê ghê giận rồi một tiếng chuông điện thoại reo lên. Nene đã nhấc máy lên một cô gái đã nói rằng cô đã từng dạy học sinh ở cầu thang kia. Rồi cô bị cắt vụn ra cô muốn mọi người tìm giúp cơ thể đó chính là cánh tay phải. Cô ta đã tắt máy đồng hồ các cũng đếm ngược họ phải bỏ cánh tay vào một cái nhà nhỏ. Lúc này cậu lấy ra cuốn tạp chí véo to hai người lại cãi nhau còn cô thì chăm chỉ tìm cánh tay. Nghĩ lại cũng muốn mình véo to lúc đó trai cứ gọi là xếp thành hàng rồi cô phát hiện ra một thứ chấm hai người tìm cánh tay lung tung khiến nè, nè chửi cho một trận cơ mà có gì đó lạ lạ thì phải cô hãnh diện vì víu bự ai ngờ đây chỉ là đợt ngược rồi cũng muốn đổn thộ luôn đồng hồ cát chạy hết nhưng họ không tìm được cánh tay phải rồi cây kéo xuất hiện dí mọi người nghẹt thở nè nè bị những con búp bê giữ chân cũng may cậu tới cứu kịp rồi nhảy lên phá cái kéo những con dâu cái tìm được cánh tay phải rồi câu ném nó vào nhà nhỏ cửa đã mở ra mọi người mới an toàn chuông điện thoại lại reo lên cô ta lại bảo họ tìm cánh tay trái đồng hồ cát bắt đầu đến ngược lần này họ không chủ quan như trước mà chia nhau ra tìm rồi bỏ nó vào nhà nhỏ cánh cửa mở ra sau đó đi tiếp lên trên họ qua với vẻ mặt nghiêm túc nè nè thì sợ không dám nói lên gì luôn ở sắc có cái gì đó hóa ra đó là một con búp bê những bộ phận họ tìm được đã lắp vào nó cô thấy cơ bắp cuồn cuộc cũng chết mê có một cô gái đi tới liền chào mọi người chị ấy chính là misaki rồi chạy tới con búp bê đó khen nó có cơ thể xuất sắc misaki đã làm cái gì đó khiến con búp bê cử động rồi lại vỡ vụn ra khiến cô đau lòng nên hỏi những người bị bắt tới đây và họ xếp thành núi cô đã thấy ao y rồi đau lòng khóc đầu của ao y rơi xuống nhưng cô đang gặp nguy hiểm câu đã ra đỡ cái tay cũng biến thành búp bê cậu nói câu giữ chân bà ta lại câu đã né được nhát kéo còn cậu tới bên Nene cậu nói rằng mạnh mẽ lên mới cứu được ao y thế là cô bớt nhõm nhẹo lại cậu đã trói cô lại trong khi câu đang chặn bà ta rồi ném cô xuống dưới xong quay sang chợ giúp cậu misaki thì lại gáy bẩn hai người thì ít quá khi cô mở mắt ra mình đã ở một chỗ khác rồi hốt hải chạy đi rồi thấy cuốn sách bí mật cô đọc và phát hiện cô ta không phải là misaki mà misaki chính là một người thầy giáo nào là misaki tặng chiếc kéo cắt tóc nào là misaki yêu mình thì ra đây là tình yêu thầy trò rồi sau đó cô biết được ngay cầu thang này một giáo viên ngã xuống chết đó chính là misaki rồi cuốn sách chỉ còn những trang giấy trắng cô ta đã xuất hiện sau lưng cô cô ta thừa nhận mình không phải misaki và chỉ lấy tên thầy ấy mà thôi cô bảo những việc bà làm không khiến misaki vui khiến bà ta tức giận ép cô bà ta sẽ làm mọi thứ để gặp lại thầy misaki có một người ngăn bà lại và đó chính là cậu tới kịp cậu đã nói với cô rằng hãy gỡ phong ấn của bà ta ra còn mình sẽ ngăn bà ta lại sau đó bà ta tấn công cậu đã trói bà ta lại rồi cô bị mấy con búp bê nhôi lên dọa nháo ngờ cô nhảy qua và tuyên bố không sợ cô đã gỡ phong ấn trên cây kéo xong cậu cầm dao chọc tiết lợn đâm bà ta rồi ne ne vào chìm trong ký ức bà ta lúc đó misaki đối xử rất tốt với cô mặc dù cô chỉ là một hồn ma vào lúc thầy ấy chụp ảnh với học sinh của mình thầy misaki đã kéo cô vào chụp cùng sau khi cô tỉnh dậy thấy cậu trước mặt câu cũng biến thành con búp bê. Còn chị ấy biến thành con cáo những người khác sẽ quay trở lại vào sáng mai. Nên e cũng trả bức ảnh chụp chung với thầy Misa khi định sờ một cái thôi cũng bị cá nữa. Chị ta nói mình tên là ra cô rồi bỏ đi. Khi thấy cô mệt cậu đã sát lại gần hôn một cái khiến đỏ mặt ngại ngùng hét lớn lên. Và một ngày đẹp trời một hoàng tử xuất hiện nói rằng cho anh hôn một cái nhé bé yêu ai ngờ cậu xuất hiện khiến cô giật mình trong lớp học sau đồ ra chơi cô bạn ao y được một bạn trai trong lớp tỏ tình nhưng ao y lại từ chối nene thấy mệt mỏi vì cậu cứ trong tâm trí cô rồi cô cứ nghĩ lung tung cả nghĩ lại nụ hôn hôm qua làm cô bực cả mình rồi nghĩ lại có thể cậu đang thích thầm cô rồi một loạt hành động như kiểu thích với cô sau đó ao y tới cô cũng kể lại hết ao y biết có người thích cô cũng tò mò về người đó như thế nào nhưng người đó không phải gu của nene cô nói cậu vừa lùn lại vừa xấu rồi cũng khó mà lựa chọn ao y bảo cô hãy đi tỏ tình có tin đồn tỏ tình dưới gốc cây tình yêu thì chắn chắn sẽ hẹn hò đúng lúc có một người đi lên tỏ tình với một thằng được dựa rồi hai thằng đánh nhau ao y nói những cặp đôi lớp mình đều tỏ tình dưới gốc cây đó nhưng cô lại không tin chuyện đó chút nào Hôm sau Nene đi học ao y nói với cô rằng hai thằng hôm qua tỏ tình dưới gốc cây hôm nay nó hẹn hò mẹ rồi. Con trai thì ngày càng ít giờ chúng nó lại yêu nhau mới hãm. Thấy hai thằng được kia hẹn hò cô lại tin sự thật đó nhưng cậu lại éo phải gu của cô. Lúc này cô thấy cậu đứng dưới cây tỏ tình rồi cậu đến gần cô nói rằng tớ thích cậu. Cô sung sướng tột đỉnh rồi cậu bảo cô hãy từ chối đi sau đó cô cũng từ chối. Không gian thay đổi khuôn mặt cây cũng hiện ra cô chửi nó mặt xấu như chó thế là nó tấn công cô nhưng có lớp lá chắn bảo vệ. Cậu nói ông ta đã phạm vào điều cấm nhưng ông ấy chỉ mang hạnh phúc cho cặp đôi rồi cậu một chém tư diệt ông ta. Hóa ra ông ta chỉ là cây non ông ấy là con da ma nguyên nhân khiến bọn BD yêu nhau. Ai ngờ Nene đã khóc rồi ký đầu cậu một phát sau đó lại tắt thêm phát nữa rồi bỏ đi. Sau đó cậu đã kéo cô lại rồi cởi mũ ra xin lỗi ai ngờ bỏ mũ ra cậu trông rất khác. Rồi ôm cô vào lòng sau đó cô cũng bỏ qua cho cậu. Hôm sau hai người lại cãi nhau mà câu thì lại phải hứng chịu từ hai phía rồi Nene cũng nhấn mạnh một câu. Cô không thích anh Minamoto mà chỉ ngưỡng mộ thôi vừa đẹp trai lại tốt bụng đúng lúc anh Minamoto xuất hiện. Anh ta lại là anh trai của câu rồi chào cô một cái xong quay sang lướt cậu. Anh Minamoto giao nhiệm vụ cho câu giết những thế lực trong trường gây nguy hiểm. Nhưng câu nói cậu không phải người xấu vì cậu đã từng cứu câu một mạng nên anh cho câu thêm thời gian nữa. Ở bên đây Nene đang tìm hiểu về cậu nhưng lại không có thông tin gì từ cậu. Rồi có một cô gái tóc xanh xuất hiện rồi còn nói về cậu trông như một con mèo vậy. Chị gái biết quá nhiều về cậu cô còn tưởng là người yêu của cậu nữa cơ chứ. Cô gái ấy bỏ đi có nhắc tới điều bí ẩn thứ sáu nên hôm sau cô đã hỏi ao y. Cô nói đó là thư viện mở lúc 4 giờ chiều trong đó có những cuốn sách viết mọi thứ trong tương lai. Cô nghĩ nếu vào đó có thể biết được thông tin của cậu trong tương lai rồi ao y cũng bảo cô hãy cẩn thận vì trong đó sách màu trắng ghi về người sống đen là người chết còn màu đỏ không được đọc nó. Hôm sau Nene quyết định vào thư viện lúc 4 giờ chiều để tìm hiểu bí mật của cậu và câu cũng đi theo. Và thế là hai người vào trong để tìm thật ra câu đi theo cô cũng muốn tìm hiểu về cậu cậu muốn biết hana cô có phải ác linh xấu hay không để mình thanh trừ thì cô liền nắm tay câu làm câu đứng hình mất 5 giây con bướm đã xuất hiện và thư viện 4 giờ chiều đã mở vừa mở cửa ra không gian nơi đây rộng lớn giờ cô phải tìm cuốn sách màu đen tại đây ai ngờ ne ne thấy cuốn sách của mình và cô đã đọc nó Tương lai cô đang thơ mộng viết nhật ký về lần đầu cậu cởi mũ ra rồi xin không dám đọc nữa luôn. Cô đã đọc cuốn sách của cậu Trang tương lai có màu đỏ đó là lần đầu hẹn hò đi ăn. Rồi nào là chân em mập quá nhưng bỗng nhiên sách có màu đỏ và cô cứ cố gắng đọc tiếp. Những con bướm bắt đầu bay rồi một con quỷ xuất hiện tấn công may mà câu ra tay kịp. Cô lập tức dùng trượng nhưng éo có sức mạnh là vì cậu đã dán lá bùa phong ấn. Cậu đã xuất hiện chỉ một chém con quỷ bay mất rồi mọi thứ trở lại như ban đầu có một người bước tới con quỷ tấn công anh ta nhưng cũng ăn hành sấp mặt. Khi biết hai người đọc sách tương lai tức giận định xử hai người cậu cũng nói giúp nên được tha. Cậu giới thiệu đây là bí ẩn số 5 tên là Moji và cũng là thầy giáo ở trường này ra cô cũng xuất hiện ở đây. Cậu nói thường các bí ẩn sẽ làm trò để gây chú ý và một trong số đó có một kẻ phản bội. Họ lan tin đồn với vấn đề mọi người nghe theo để tiêu diệt kẻ phản bội cậu quyết định hạ hết một trong bảy bí ẩn. Mori cho đấy là hợp lý, nếu muốn lấy do Shishizo của anh thì phải đáp ứng một điều kiện. Mori bắt câu và ne ne nói ra bí mật xấu hổ của mình nếu không anh sẽ nói nó qua phát thanh trường. Bí mật Nene là viết nhật ký ảo tưởng bạn trai của mình Moji éo tin nên kiểm tra lại quả nhiên là sự thật. Nene đã tưởng tượng Senpai là bạn trai mình rồi viết nhật ký như kiểu yêu thương cô lắm. Đến lượt câu bí mật là sợ mặt nạ quỷ su rồi tự kỵ buồn luôn. Cậu cũng muốn nói ra bí mật của mình khiến Nene và câu cũng hóng bí mật là cậu rất thích ăn bánh do nớt. Như lời hứa Mori sẽ đưa do Shishiro nhưng chỉ một người được vào và cậu đã chọn Nene đi vào. Mori hỏi cô nghĩ sao về cậu thì cô nói tuy cậu có hơi ích kỷ nhưng mỗi lần cô gặp họa cậu đều tới cứu. Và bên trong có rất nhiều do Shishiro và Mori đã lấy ra cái của mình cô nhìn thì thấy giống đá mặt trăng. Mori cũng kể rằng có một người lại đam mê lên được mặt trăng và chàng trai đó không biết bỏ cuộc. Sáng hôm sau tại nhà vệ sinh nữ dạo này cậu thấy cô cư xử rất kỳ lạ toàn tránh né cậu thôi mà rồi quay lại cuộc sống bình thường tiếp tục bộ môn quốc vườn con gái như này ai dám yêu chứ. Lúc này cô đi tới rồi nói có chuyện nhờ cô giúp và hỏi cô biết làm bánh donut không. Sau đó tới phòng bếp của cô rồi bắt tay vào làm cơ mà trộn bột nó lạ lắm. Rồi cô kể về cậu cho cô nghe trước đây cậu cũng từng là học sinh ở đây nhưng đã chết rồi. Theo như cô biết thì cậu là một hồn ma và là kẻ sát nhân ở đây. Còn cô chỉ thấy là con ma ẻo là mà thôi rồi cô nói không bỏ mặc cậu được và cũng không biết giúp gì nữa cậu cũng như cô không biết có nên tiêu diệt cậu không rồi cả hai quyết định bắt tay nhau cùng giúp đỡ cậu Bánh donut xong senpai cũng xuất hiện sai bai định nói gì đó, câu cũng chặn mùm lại. Khi biết cô làm bánh donut tặng thì cậu vui như ngày Tết đến rồi nói dạo này ne ne lạ lắm. Ne ne cũng nói ra dù biết cậu rất phiền phức nhưng cô vẫn thích cậu rồi muốn làm bạn với cậu nữa. Lúc này một con hạc giấy đen xuất hiện nó đã tấn công hai người rồi cậu đã nhảy lên chém nó chấm một màn đen hiện lên có một người xuất hiện và hắn nói là em trai của cậu. Tên đó đi tới khiến cậu sợ xanh mặt ai ngờ người đó giống hệt cậu. Nene lao ra hất tên đó rồi cũng nói hẹn gặp lại sau đó biến mất. Cậu cũng trở nên kỳ lạ. Ở phía bên đây, Senpai đang bàn chuyện gì đó với cô gái tóc xanh rồi em trai cậu xuất hiện. Ngày hôm sau, mấy thằng bạn đồn rằng có một linh hồn ma đang ám ở khu vực để giày. Ai ngờ nó đã nắm tay của cậu. May động nhầm người rồi con cậu đấm nó ra xa rồi bất ngờ tên đó lại mặc đồng phục trường mình. Phía Nene từ hôm đó cô không thấy cậu nói gì cả. Điều đó khiến cô rất lo lắng cho cậu câu lôi linh hồn ma kia tới gặp cậu rồi hỏi làm sao để siêu thoát cậu nói làm điều mà cô ta muốn là được câu lôi cô ta tới một góc rồi bảo cô ta hãy nói ra ước nguyện câu sẽ làm nó thế éo nào vừa mở bịt miền ra cô ta mắng cậu xối xả còn cho cậu là thằng dâm tặc biến thái Cậu nói mình trong gia tộc trừ tà xong quay sang mít ướt xin tha nhưng có cái nịt bạn nhé. Cậu ta nói mình tên Mitsuba câu hỏi ước mong thì éo nói phải dùng vũ lực thì mới chịu nói cơ. Cậu nói mình muốn chụp một bức ảnh rồi câu cũng làm theo cậu khó hiểu khi Mitsuba toàn chụp động vật. Đó là do bị ý tưởng câu nói mình sẽ là chủ đề nhưng mà Mitsuba lại éo chịu cơ chấm một cậu bạn chung. Lớp câu tới nhận ra đây là máy ảnh của Mitsuba rồi còn nói cậu ấy từng học chung lớp câu cậu chợt nhận ra đúng là vừa lên năm nhất một người tên Mitsuba tới bắt chuyện mình và hai người đã nắm tay nhau thành bạn bè. Mitsuba nói lúc đi học mình thường bị bạn bè trêu chọc vì mình trông như con gái. Lên năm nhất không có một người bạn nào đến khi mất cũng chẳng ai biết nhưng câu đã phản đối lại. Mitsuba hỏi câu có muốn làm bạn mình không tất nhiên câu trả lời là có rồi. Mitsuba đã chúc lén câu rồi hai người vui vẻ đi về nhưng tên kia đã xuất hiện. Hắn lao tới Mitsuba và đã chọc xuyên người câu lao lên thì cũng bị đánh bật vào tường câu cố gắng cản lại và nói không được động vào bạn của tao nhưng không thể làm gì được hắn và hắn ta chính em trai sinh đôi của cậu rồi nói không ai muốn làm bạn với mitsuba cả khiến cho mitsuba tuyệt vọng hắn ta càng nói càng khiến mitsuba chìm vào tuyệt vọng hắn nói mitsuba ở lại đây chỉ là muốn mọi người nhớ đến mình nhớ lại khoảng thời gian với mitsuba câu đã tức giận nhưng giờ đã không còn là mitsuba nữa hắn đã ra lệnh Mitsuba trái câu lại và siết chặt cổ dù có hét cũng vô vọng. lúc sau cậu đã tới rồi ép thằng em trai bố láo vào tường nhưng không thể làm gì được. hắn nói rằng chính cậu đã giết hắn bằng chính con dao cậu cầm trên tay. hắn cũng biết mất rồi câu muốn cậu biến Mitsuba quay trở về nhưng cậu lắc đầu. cậu đã rất đau buồn. cậu nói rằng có thể đây là cách tốt nhất còn hơn cứ là hồn ma ở dương giới này bắt buộc cậu phải thanh trừ mitsuba mặc dù mình không muốn làm điều đó rồi ký ức của hai người lúc đó ùa về rồi mitsuba đã để lại chiếc máy ảnh giờ câu chỉ biết cầm nó lên mà đau buồn câu luôn tự trách mình quá yếu đuối không bảo vệ được mitsuba và sẽ không bao giờ tha tên kia đêm đó câu nằm trên giường xem những bức ảnh mà mitsuba chụp trong đó có một bức ảnh có mình Hôm sau Ao Y nói có một người tìm cô không biết chàng đẹp trai nào tìm mình nữa thì ra là anh Senpai. Cô không ngờ rằng một ngày đi chung với người cô thích mới có ngay mắt cái thôi mà con tim nó bối rối rồi nè. Sau đó chủ động xin số cô rồi cầm chậu cá lên tên kia đằng sau ụp nước vào đầu cô. Nè nè đã biến thành con cá sau đó cũng mất đi khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi khác lạ. Chị gái tóc xanh đi tới giới thiệu mình tên là Sakuza rồi nói tên Sukasa là liên kết của mình có cả Senpai ở đây nữa cô thấy chị ta rất gian xảo nên còn lâu cô mới bị mắc lừa nhé giờ cô mới biết cậu có em trai song sinh nhìn lại cũng thấy giống hệt nhưng khác mỗi tính cách cô khó hiểu khi họ bắt cô tới đây nhìn họ thì cũng không giống người xấu riêng tên Sukasa là trông mặt uy tín vãi chị ta đã lộ bản chất thật đã trói cô lại rồi nhốt trong một căn phòng ai ngờ Senpai cũng bị nhốt chung ngay bây giờ cô đang bị chìm và cầu cậu tới cứu nhưng điều đó lại không xảy ra khi cô tỉnh lại thấy Senpai ở trước mặt và họ đang ở một nơi có rất nhiều cửa và cô lại éo biết đi ra bằng cửa nào nuôi chấm một con dâu cai mang cái loa tới người cất tiếng nói là cậu cô nghe thấy thì liền vui mừng không xiết. cậu nói rằng cô đang ở hư vô nơi mà quá khứ lẫn lộn với nhau và mỗi cánh cửa sẽ kết nối thế giới khác nhau. rồi bảo cô hãy chọn cánh cửa đúng sau đó cũng tắt máy giờ hai người phải đi tìm cánh cửa. Senpai gõ một cánh cửa thì bị dạ khiếp hồn cánh cửa thứ hai thì bị dâu cai đè tí chết. mở tiếp thì Senpai bị một con voi kéo vào nhưng vẫn thả lai like. chúc cô may mắn nhé. Giờ chỉ còn một mình cô các cánh cửa dần hiện ra và cô éo biết chọn cái nào mới đâu chứ. Mấy con dâu cai nó bảo cô đi theo và trước mặt là một cánh của mở ra thì thấy lớp học trường mình cô liền vui mừng hè he Ai ngờ gặp cậu ở đây khi cô đi tới hỏi thăm thì cậu ấy chạy đi mất bỗng nhiên cô đã trở về phòng vệ sinh. Cậu đã lập tức ôm cô rồi xin lỗi vì phá bánh donut rồi mừng cô quay trở về. Sáng hôm sau cô tìm hai người nói rằng một album câu lạc bộ làm vườn có những cánh tay trong bức ảnh. Những cách ở sau trông rất kinh dị rồi cô dọa hai người ủa rồi tôi là mà thì sợ thế đéo nào được. Những cánh tay đã xuất hiện câu nói để mình lo ai ngờ đi lên đòi vật tay với chúng. Nó cũng đồng ý thách đấu chỉ một giây câu đã thua ai ngờ một cánh tay đã biến mất chấm một cánh tay trong bức ảnh cũng mất. Cậu giải thích chỉ cần làm điều chúng muốn thì bọn chúng sẽ tự giác rời đi. Và họ chơi rất nhiều trò với những cánh tay và những bức ảnh dần trở lại như cũ nhưng còn một cánh tay cuối cùng nó đã kéo ne ne vào chiếc gương khiến hai người không kịp làm gì cô bị kéo vào trong danh giới đang hoang mang thì mitsuba xuất hiện ở đây mitsuba lại gần cô rồi cô rồi chê chân cô như bắp cải khiến con tim này tan vỡ thật chứ củ cải cái gì chứ có tin tôi chơi khô máu không rồi Mitsuba dẫn cô đi ra ngoài ở đây được gọi là địa ngục gương cô còn nghĩ có thể ao y biết nơi này rồi Mitsuba thừa nhận mình không thể ra khỏi đây cô nhớ lại đã gặp Mitsuba một lần rồi cô hỏi sao em lại tới được đây thì do mấy cánh này kéo vào chứ sao cô nghĩ những cánh tay có liên quan đến bí ẩn rồi khi thấy em ấy dễ thương thì liền nghĩ em ấy là người Tốt chấm hai người đi tiếp cô nói mình là Senpai nên sẽ bảo vệ Mitsuba rồi nói đó là trách nhiệm của đàn chị. Sau đó lại tưởng tượng trong mặt rất oai thôi thôi mệt cái con mắm này ghê luôn. Trong cái mặt ghét chưa kia rồi sau đó cô gặp Aoi ở đây rồi Aoi cũng thừa nhận chân cô như củ cải. Ở bên đây hai người cố vào gương nhưng không được rồi câu nói ở trường này có một ma gương. Cậu nói chuyện này không đơn giản nếu xông vào sẽ khiến ma gương càng mạnh lên. Giờ tìm cách liên lạc với Nene để biết tình hình diễn ra bên trong. Còn Nene ai cũng chê chân cô như củ cải khiến cô đau lòng mà khóc khi Mitsu ba đi lên thì Aoi đã biến mất. Khi biết họ cần rời khỏi đây Aoi lại xuất hiện nói rằng phá hủy phong ấn sẽ tiêu diệt được bí ẩn. Để lên được chỗ đó, Ao Y cũng nói phải phá hủy tấm gương này rồi bỗng nhiên khung cảnh thay đổi. Ao Y chửi cô là đồ củ cải xấu xí rồi biến thành con quỷ. Ai ngờ Mitsuba nói hãy ăn củ cải trước đi. Hắn nói Mitsuba là gái không ra gái trai không ra trai rồi đứng hình mất 5 giây luôn. Đến Nene thì cái đồ chân như củ cải rồi cũng đứng hình 5 giây luôn hắn sai thuộc hạ lên bắt hai người Nene đã bị bắt này nhá chỉ có trai đẹp mới cưỡng ép được tôi mitsuba đánh lạc hướng ai ngờ nó chú ý mà dí chạy quên luôn cái tông lào Nene đã bị bóp mất xỉu mitsuba cũng bị bắt và một người xuất hiện đã cứu được Nene. thì ra là sukasa hắn đã ném cổ tên địa ngục gương rồi đập xuống đất sukasa đến chỗ cô hỏi thăm rồi khi biết cô không sao hắn lại cười tít mắt vì thấy Mitsuba yếu đuối nên Sukasa đã lấy tim của bí ẩn số 3 để ăn trở nên mạnh hơn. cậu đã tới gặp Mori nói mình không thể nào và danh rơi của bí ẩn số 3 và Nene rất quan trọng với cậu. Mori nghe xong rồi bảo ra cô có thể dẫn người tới đó nhưng cô lại không chịu dẫn cơ cậu phải đe dọa bằng dao chọc tiết lợn thì Ra cô mới chịu dẫn hai người và được danh giới của gia cô sau khi đi theo cô ấy hai người đến được cánh cổng dẫn đến bí ẩn số 3. cậu thấy nguy hiểm gia cô nói không vào thì lượn về nhưng hai người quyết định vào trong tetsukasa đang ép mít bu ăn tim bí ẩn số 3 cô ra cả lại cũng bị vật ngã xuống cũng may sukasa không đánh con gái mà chỉ làm cô ngất đi hai người cũng vào được địa ngục cương cậu cũng thấy nene không vấn đề gì còn câu thì thấy mitsuba trở nên kỳ lạ Cánh tay hóa thành quỷ cậu nhắc nhở nên câu mới tránh đòn được giờ đây Mitsuba đã có sức mạnh của bí ẩn số 3. Thấy cậu ở đây Sukasa liền lao tới ôm cậu trong khi đó Mitsuba đang mất kiểm soát. Mitsuba không hề muốn có sức mạnh này nhưng tên Sukasa lại bảo hãy kiểm soát nó. Sukasa thừa nhận mình chỉ xóa bỏ một phần linh hồn và tạo ra một cơ thể Mitsuba mới. Cũng một phần tạo ra người nhân tạo nghe xong câu bất ngờ tức giận. Bây giờ Mitsuba có sức mạnh của bí ẩn số 3 rồi cậu cũng đồng ý. Sukasa biến Mitsuba thành bí ẩn số 3 cậu đã cản hai người lại vì muốn trả lại bí ẩn số 3. Lúc này cậu đã kéo Mitsuba lại rồi hỏi nhớ mình là ai không ai ngờ cậu ta không nhớ gì cả. Misuba lại bắt đầu mất kiểm soát cậu lao lên ám sát cậu ta rồi nói hãy từ bỏ việc làm người đi. Cậu ta điên cuồng mất kiểm soát khi thấy Nene gặp nguy hiểm ai ngờ cậu ta ra bảo vệ. Misuba nói mình đã trở thành bí ẩn số 3 vì sợ Nene ở đây nguy hiểm nên đã cho ba người rời đi. Nene trở về cuộc sống như thường ngày rồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Mitsuba cơ mà vẫn sợ tên Sukasa kia. Lúc đó câu cũng kể cho hai người nghe mình với Mitsuba từng là bạn của nhau rồi nói sẽ cứu Mitsuba về lại trong lớp học cậu đột ngột xuất hiện rồi còn tâm lý buộc tóc cho cô sau đó còn ôm cô nói khi cô kẹt ở trong gương cậu rất lo khiến cô ngại ngùng đẩy cậu ra sau đó lại buộc tóc cho cô rồi cho xem thành quả cơ mà nhìn nó lạ lắm thầy giáo còn tưởng cô hóa trang trong lớp học rồi suy nghĩ những thứ cậu làm cho cô khiến cô không thể hiểu nổi lúc này cô nghe một tiếng nói nhìn xuống thì thấy cá biết nói hú hồn hú vía thật chứ Cô khoe bạn mình là pháp sư trừ tà nhưng chúng tới đây không làm hại nhưng cô sợ đến nỗi leo cây luôn. Nó nói tới đây để giải thoát cho cô khỏi sự liên kết với cậu. Vì cô mang trong mình người cá vì đã nhút về cá cô sẽ là công chúa tiếp theo của loài cá. Nó nói nếu cô làm công chúa thì nguyên một dàn hot boy quy phụng. Nó đưa cô một lọ máu nhân ngư uống vào cô sẽ xóa bỏ liên kết với cậu rồi cho cô suy nghĩ ngày mai sẽ đến tiếp. Sau đó cô tìm tới Moji rồi hỏi cậu là người như thế nào Moji không nói vì cậu không muốn cho cô biết. Cô còn nghĩ cậu không tin tưởng cô rồi Moji nói cô hãy tự quyết định điều khiến cô không hối hận. Hôm sau lũ cá kia lại tới cô đã trả lại máu nhân ngư mặc dù cậu hay chưa cô thật nhưng cậu rất tốt với cô. Bọn chúng nói cho cô xem ảnh ai ngờ đó chỉ là cú lừa của Bích Phương mà đẩy cô xuống dưới nước. Bọn chúng bơi quanh dụ dỗ cô rồi một tên đã mê hoặc rồi nói những lời khiến cô tuyệt vọng. Nó dụ cô uống máu nhân ngư thì cô sẽ trở nên nổi tiếng trong khi cô đang há miệng sắp uống. Cậu đã vớt cô lên rồi nói ne ne là của mình bọn cá cũng to mùm lên. Cậu đi tới dọa sẽ làm món sashimi tươi ngon thế là chạy quên luôn cái tông lào. Nene nè nè nói nếu như mình làm ma thì có thể gần gũi cậu hơn khiến cho cậu rất bất ngờ. Cậu đã xoa má cô rồi nói muốn bên cô Nene nè nè cũng gật đầu. Cậu nói một ngày nào đó sẽ kể hết về mình rồi muốn cô làm trợ lý cho mình cô cũng ngéo tay đồng ý. Vậy là mình tóm tắt tới đây là hết phim nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút like video này nhé.